thấy sáu bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi mà em kể anh nghe lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời ơi, ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á thì em tí như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi, xong cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè, cái nói thôi anh chạy vô anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa, cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình phải đính chính lại giùm. Cái nói là sinh năm 91 bằng tuổi mà, cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy, lúc nào giấu không 3 năm trời em cũng hơi dị đoan, hay đi câu bói cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm bách bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bách bo của anh đi và làm hy vọng lái xe chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay ủa tài sinh năm 9 tuổi con gì, cái em hiểm lẹ miệng nó dạ tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có bà nội, không có đâu, tài tuổi dê tài tuổi con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ổng đó mà anh cũng cười cười im anh đơ. Em đi xuống dưới thôi, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở em lục cái chứng minh dân gà em cầm lên em quăng. Kỳ gì sinh năm 93 là sao kỳ vậy, nó nói có gì đâu mình phải giấu vậy, cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái kiểu nói ngày tháng, sinh năm 93 cái gì, sinh năm 93 em nói sinh năm 93, cái mẹ nói cái gì sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mày nói là mẹ ơi tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau, nhưng mà rồi nó cũng dính đó hả. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao là ảnh rồi rồi cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà ảnh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra ảnh nhướng mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mà chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái anh lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái là đi vòng qua bên đây đi mua shop quần áo ở kế bên 2 căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. Em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận, thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì đi thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh gọi hồi anh, nói thôi gọi gì để anh ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa. Anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn, đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh, chảnh chị. 49 gặp 50 đó. Chảnh anh, chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là hai mấy? 26. 26
26, bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi à. Mà em kể anh nghe lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tí như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi, thăm cái mới gọi là à, em ơi à, anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè, thế nên thôi à, anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày đấy, nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái nói là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà, tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời, em cũng hơi dị đoan, thấy đi cơ bói cũng xin nói là sinh năm 91. Rồi làm bách bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bách bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì? Cái em hiểm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có đâu, nội, nó không có đâu. Tài tuổi dê, Tài tuổi con không mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nói xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi, chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ảnh đó mà anh cũng cười cười, im ảnh đơ. Em đi xuống dưới, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở, em lục cái chứng minh dân ra, em cầm lên, em quăng. Kỳ gì? Sinh năm 93 là sao? Kỳ vậy? Nó có gì đâu mình phải giấu gì vậy? Cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái nói ngày tháng, nó sinh năm 91. Cái gì? Sinh năm 93. Em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì? Nó sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mày đó rồi mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính hả? Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là. Em bị giận nhiều đúng không mẹ? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Nhưng mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Bạn này là kèo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa rồi. Bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây. Xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà cứ đưa cái tay vô mà anh biết nó sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi em hả, đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái, em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về mà bạn này có việc nhà không, là má mi gọi, má mi em cứ là hiền, má mi vào em cứ là hiền. Nó hả, mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó Như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha Như. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu, mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ ảnh ăn không được, sợ ảnh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này, em được quyền kể xấu vợ mình, không sao đâu. Cô em có tật xấu gì không? Đã có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ luôn á anh, có đủ mà không có đủ hình bạn gái cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi, cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy tính của mày nha. Tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Sao bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo rồi. Yeah. Xóa rồi à. Em còn xấu mà. Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu với lại đụng vô cái đâu là đổ bể cái đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó, hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao nha, cái bạn dạ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã không sao, cái đụng vô cái là bể liền. Vui luôn cái tật xấu của chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game, một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết.
có một cái đợt nào á bạn ấy thích một cái game gì đó, là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó trong một tiếng phải có 5 phút 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì em cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết. Được chỉ được cái gì thôi, em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay bất cứ gì thì em giận giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên khó kiềm cái tính nữa. Nóng lắm, chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Trời song ngư, cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối. Đúng còn rồi, em phải cung... hỗ trợ qua lại chứ. Rồi, bù trừ hỗ trợ. Còn Như. Dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được. Có nghĩa là bớt chơi game lại. Với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi. Thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính á thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ, để chắc chắn là sẽ được thôi, đúng không? Dạ. Em còn rất trẻ. Chào em. Em tên là Phan Văn Trường ạ. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em đến từ Nghệ An ạ. Trường công tác bên ngành nghề gì? Dạ em ở nhà kinh doanh ạ. Mà em? Dạ em là Thanh Tâm ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi, hai em là ở ngoài Nghệ An luôn. Dạ vâng ạ. Ở ngoài quê và đây lập nghiệp anh ạ. Chồng em Nghệ An còn em ở Hà Tĩnh. Nhưng mà là làm việc ở Sài Gòn. Dạ làm ở việc Bình ở Dương. Bình Dương. Dạ. Hai bạn quen nhau từ khi nào? Mà chuyện tình yêu ra sao? Em và chồng em thì quen nhau năm 2012, 19 tháng 5 2012. Hồi đó là em cùng một fan hâm mộ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Quà tặng nửa đêm. Hồi đó là em mới chia tay người yêu cũ. Thì em có viết một bức thư lên yêu cầu bài hát. Thì vô tình là bài hát của em được phát mà trong đó có số điện thoại, vì em nói là ai cùng tâm trạng thì nhắn tin chia sẻ. Tự nhiên thấy số nhắn tin là em khỏe không, em đang làm gì đó, em nói em khỏe. Xong rồi chồng em nói em rảnh không mời em đi uống cà phê. Em nói ông nào tào lao mà giờ tự nhiên ở đâu mà em không quen không biết gì mời uống cà phê. Em nói dạ không, em cùng nhắn qua nhắn lại vậy đó. Chiều em về em kể với chị bạn của em, với em gái em. Trong chị bạn nói ê đi 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 xem mặt đi. Em, thôi ba cái bọn tào lao ở trên đài. Lao. Thế là em nói em bận rồi em không đi nữa, em từ chối vậy đó. Dạ, đến chiều thấy 5 giờ về thấy ông nhắn tin là em về Bình Dương chưa, anh cùng chuẩn bị về. Rồi em nói dạ em cùng chuẩn bị về. Vậy đợi anh với, vì khi nãy là bọn em gặp nhau ở dưới Đồng Nai á, em cùng xuống em gãy ở dưới đó chơi, còn ông thì làm việc ở Sài Gòn. Rồi sau đó đi đến Amata, anh đập vào mặt em, trời ơi, một ông thấy đuối rẹt cái xe phanh khe rẹt, giơ tay lên chào hai người đẹp, rồi đập vào mắt em, trời ơi, một ông đội cái nón công trình đi đôi tông lào đen thui, khi ở trong em đang làm xây dựng anh nên nhìn đen, mặc cái áo bẩn bẩn nữa. Trời ơi, em nói thôi chết rồi, em bấm cái giật giật chị em nói thôi chuẩn bị chuồn thôi, chứ không phải đối tượng rồi. Sao có chuồn được không? Trời, thế là sao chuồn được anh? Thế là cùng đuổi theo em sao? Bám riết, bám riết để về Bình Dương luôn. Bám là... sau đó thì như thế nào? Có đi đâu nữa không? Có anh, cà phê. Cà phê là ủa, tức là lúc đó là vợ em tính chuồn mà không chuồn được, không chuồn được. Đuổi theo sao, bám theo sao, bám theo rồi đến coi như là em đi đến đâu thì em hốt được vợ em vô uống cà phê về gần nhà bà.
Dạ. Bằng cách nào em làm được điều đó? Em đi theo luôn, đi theo hoài vậy đó. Dạ. Thôi vào uống cà phê, tại vì có bà chị cũng máu, máu uống cà phê. À, cũng tò mò trai cho nên là thôi cũng vào luôn. Tò mò trai. Nhờ vậy mới dính đúng không? Vâng. Rồi. Khi nào về xong rồi sao làm quen với chị bạn em như thế nào, sao biết nhà luôn? Biết nhà luôn. Là nhờ bà chị đó biết nhà. Dạ. Rồi có sẵn vô nhà luôn không? Có. Hôm đấy em không vào, ngày hôm sau, cách khoảng 3-4 ngày hôm sau á, em vào. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm? Vâng. Em nghĩ sao mà đi cua người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bác cũng chẳng trả lời, chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về, em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài, trái cây. Em qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sợi cơm ra, sợi liền. Mới sợi cho khách liền thì mình lịch sự là sợi khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Trời, khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu xáy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dớ quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải. Trời ơi, canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Rồi cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của ba chị chứ nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mà nhớ thiệt hả em hay sao? Thì không để nói dở gì. Mà do chồng em nấu ăn được, ngon. Ăn cũng được nhưng mà không đúng cách. Nấu nó thiếu gia vị. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Trời ơi, xong cái vụ đó liền là em choáng luôn. Em không bao giờ ấn tượng được nữa. Người đã xấu mà còn vô duyên nữa. Cho nên là ghét của nào trời tao của đấy mà chị. Mà xấu mà vô duyên, đã không ưa rồi mà sao sáp lại? Đó là xong rồi, đến khi em về em kể cho đứa em kết nghĩa lại. Em trai mới nói câu là: chị ơi, nhiều người đó có khi mới hay cái gì chất vậy nó mới hay đó. Chị suy nghĩ đi. Thế là bắt đầu em mới suy nghĩ. Trời đất ơi, em sao nhẹ dạ quá vậy em? Đó là bắt đầu mới cho giao cơ hội tìm hiểu. Bao lâu thì các em mới cưới nhau? Dạ, gần một năm anh. Một năm. Là cưới nay lâu mau rồi. Dạ 5 năm rồi. Dạ, chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh. Dạ. Các em có mấy bé rồi? Dạ, hai bé. Dạ, nhà em hai bé. 5 năm rồi. Không có cơ hội chúc đâu ha. Lúc mà tụi em lấy nhau rồi á, thì lúc đó là có cảm thấy là đối phương của mình có nhiều những cái mà mình không đồng ý không? Nói chung là thật xấu đó. Đó. Dạ, không có. Dạ. Về trước tiên là em đi. Dạ. Hay ghen. Vợ em có thật xấu không? Hay ghen, mê phim Hàn Quốc, lười. Hai tật đúng không? Dạ, lười với mau khùng. Dạ, khùng. Mau khùng. Dạ. Đã khùng là khóc. Vâng. Bây giờ em kể chi tiết ra một cái tính, một cái tật đi. Nhiều khi em đăng cái hình lên trên Facebook để bán hàng á, thì em bình luận cái vớ vẩn cũng ghen. Không phải đâu chị ơi, để em kể cho mình nghe. Ông nói xấu em đó. Chồng em mà cái đời là Facebook đồ hoặc là những tin nhắn bạn bè anh em đâu, tật là không bao giờ chúc mừng sinh nhật hoặc comment bất cứ ai hết. Nhưng mà hôm đó vô tình em vào Zalo, em thấy hình một cô gái ăn mặc cái mát mẻ, vào thế còn bảo như thế này chứ: ôi em đẹp quá. Thế em bảo dạ em cảm ơn anh. Xong rồi người đó đi chơi đâu thế cùng hỏi thăm. Mà cả đời vợ, bạn bè, anh em gì của vợ hoặc là anh em gì trong nhà có ai đi không hề hỏi gì hết. Mà hỏi cô đó. Dạ đúng rồi, hỏi cô đó. Hỏi cái gì, hỏi sao? Hỏi xã giao thì em đi đâu chơi đó mà đẹp vậy. Xong rồi bảo bữa nào cho anh hẹn bữa nhậu được không? Mà anh Toàn á, nhà anh phải sau 10 giờ nhá, vì công việc của anh là phải đến 10 giờ mới xong. Sau 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Còn 10 giờ tối mà nhậu với em với cô gái hả? Đúng rồi. Đặc thù công việc của em là có rảnh sau 10 giờ tối ạ. 10 giờ tối mà nhậu sao làm gì trời? Xã giao thôi anh. Đấy, em nói là ông chồng em giải thích là anh hẹn vậy nhưng mà anh chưa đi bao giờ. Em nói anh đi thì anh biết, trời biết, đất biết và cô đó biết thì em không biết. Tức là đó. Bây giờ đang hỏi em, tật xấu của em. Bây giờ cuối cùng là ra tật xấu của ông này. Đúng rồi. Tức là người ta ghen có lý do. Rồi bây giờ cái chuyện mà em nói là vợ em mê phim Hàn Quốc á, mà cũng gọi là tật xấu nữa hả? Mại xem phim, đút cơm cho con ăn bị hóc xương luôn anh. Vâng. Cái đó là xấu, cái đó là xấu. Ngoài là còn gì nữa? Còn lười nữa chị ạ. Lười. Tất cả việc nhà đều em hết. Bây giờ hai đứa nhỏ đang nhỏ thì em thông cảm được, cái mai mốt lớn thì
không biết là có chịu làm hay không. Giờ rất là tật đều việc nhà đều em, cơm nước chở búa, lau nhà, búa phơi chén, đồ, rửa chén thì có luôn. Có luôn. Dạ. Yeah. Tại vì ba mẹ con nó kẹt coi phim Hàn Quốc. Đó. Rồi giờ tới phiên em nè. Dạ. Anh ấy ngoài cái việc là hay nhắn tin rồi chit chat với gái, thả thính một lần về em dập tắt luôn anh. À. Dạ. Rồi còn thật gì nữa không? Mới cưới nhau về, hồi xưa chồng em đang bên xây dựng á, là chồng em đi làm Sài Gòn nên đi từ 5:30 sáng, còn em thì làm muộn hơn. Em đang ngủ. Thế là vợ thì đang ngủ mà chồng dậy thay đồ đứng từ xa, nhè cái thay quần ngủ, nhè cái mặt vợ ném bụt một cái vậy đó. Rồi sao? À, có thú vui là ném bùn lót vô mặt vợ. Dạ. Cái thú vui đó em ơi, ngộ lắm. Mỗi người một thú vui. Rồi có gì xấu đâu? Không, chồng em thì đa số là tiến tốt hết. Đúng rồi, ông siêng quá trời quá đất, có gì đâu xấu. Vậy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thứ nhất là bỏ được thuốc thì bỏ hẳn, bỏ được luôn đi. Chứ bỏ nhấp nhấp về đến khi cứ nghiện không, em không thích. Vậy dạ. Với thứ hai này là từ trước giờ là chồng em cùng lãng mạn, ý là cùng biết quan tâm vợ, nhưng mà là cứ y như là người sau cùng quan tâm người sau cùng không à. Nhiều khi em về em tủi, em muốn chồng em là người người đầu tiên hơn. Có khi ngày sinh nhật em, cả bạn bè anh em gì gọi điện chúc nhặng, có chị chồng em gọi điện cứ hỏi vợ ơi con ngoan không, con thế nào rồi, cũng chả thấy động tá gì đến sinh nhật vợ hết. Cả ngày hôm đó là em tủi luôn. Tức là bây giờ em mong muốn ảnh là những cái ngày đó là phải chúc em đầu tiên đúng không? Dạ. Chị nói em nghe nè, 12 giờ 15 đêm hôm trước đó, trước khi em đi ngủ á, em nhắn tin trước đi, sáng mở mắt ra đó, nó thấy tin em đầu tiên. Nó hay lắm. Ừ. Rồi, em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt khùng. Hay khùng. Nóng tính á. Vâng. Gọi là chồng em nói nóng á. Dạ. Hay khóc. Vâng, có gì từ ai tí là khóc sụt xịt, khó chịu á. Vâng. Ừ, nóng tính mà sao trời, nóng đến cái độ như thế nào mà chồng nó là khùng vậy? Em thì nói chung là cũng may nhờ chương trình này là em bớt nhiều. Hồi xưa giả vì như hai vợ chồng nó cãi nhau là em cứ cãi bằng được, dù sai nhưng mà em cãi được là khi nào cho mình thắng thì sai thôi. Là bởi bản nhưng mà dạ. Dạ, nhưng mà sao nhờ chương trình này thì thấy chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận khuyên những cái điểm gì giống mình thôi mình cũng nén lại. Nên là bữa nay là em bớt nhiều rồi. Nếu mà nhờ chương trình Vợ Chồng Son em đã tự rút ra được một số thứ rồi. Nhiều. Thì chị cũng nghĩ là thay vì coi như sau phim Hàn Quốc là em chỉ coi Vợ Chồng Son thôi, xong rồi em tiếp tục coi và tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó. Nếu có điều kiện thì rủ ảnh coi luôn, xong hai chồng cùng ôi, cùng bàn bạc nó có chị cái nào hay mình... cái nào hay hấp dẫn là em cứ tăng chồng em vô đó. À, là up lên Facebook đúng không? Dạ, cứ up lên Facebook tăng vô hết. Rồi, đúng rồi. Còn em thì Vợ Chồng Son thì chắc chắn là em không bỏ được, là vì tập nào em cũng coi hết. Rồi, cảm ơn hai em, chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và nắm tay nhau thật chặt đi đến cuối cuộc đời. Dạ. Em tên là Lê Hải Đăng, năm nay 35 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về cửa đồng. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Diễm Phúc, em 27 tuổi, em quê Hậu Giang. Hậu Giang? Dạ. Ủa, em quê đâu? Dạ, em quê Hà Nội anh ạ. Hà Nội. Dạ. Diễm Phúc là làm nghề gì? Em làm thợ ở tiệm tóc. Hai em lấy nhau lâu chưa? Hiện tại như bây giờ bọn em lấy nhau đến đấy thì bây giờ là được 2 năm, gần 6 tháng rồi. 2 năm rưỡi rồi. Gần 6 tháng, đó. Dạ. Rồi, chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào? Tại vì còn lúc sao? Bấy giờ là vợ em đi ra ngoài Hà Nội là học bên Học viện Học Cổ truyền Dân tộc ngoài Hà Nội á. À. Tính là theo nghiệp của cha. Cha là thầy thuốc nam. Em thì lúc bấy giờ cũng đi tìm hiểu một cái dự án về bệnh, để giải quyết về vấn đề bệnh tật ấy, để về em chữa bệnh cho mẹ. Thì lúc bấy giờ em mới gặp vợ em. Wow. Dạ. Ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn thấy chàng trai này như thế nào? Thật ra lúc đó em cũng chưa có ấn tượng gì. Em đi cùng với nhiều người đó, tại vì có một mình em là người miền Nam ở đó thôi, thì mọi người mới nói là muốn nghe em hát thử, thì lúc đó là anh mới thấy em, chứ còn em cũng chưa có biết gì hết tới anh. Ủa, hát hay không? Dạ hát rất hay anh ạ. Hát giọng miền Tây, tại vì em người miền Bắc, gần như là mình chỉ được nghe giọng hát của người miền Tây qua YouTube thôi, chứ chưa bao giờ được nghe thực tế. Đó là cái ấn tượng đầu tiên, em bắt đầu em chú ý từ thời điểm đấy, giống như mình đang đơn phương vậy. Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn chồng lúc đó là đang bị thôi miên không? Dạ không, lúc đó ảnh nhìn kiểu như công tử bột lắm, nhìn nó hơi quê quê, không biết cách ăn mặc. Thì hôm đó ảnh mới sắm một bộ đồ mới, vest mới, thì ảnh có dẫn một cô bạn gái tóc ngắn gì nè đi theo cũng xinh xinh. Thế là lúc đó em mới nhìn thấy, là em mới để ý, em cũng không nói gì hết.
cái tới tuần sau cũng gặp nhau nữa, cũng ngồi với nhau nữa. Thì lúc đó là em mới hỏi là ủa sao hôm nay anh không dẫn người yêu anh theo. Anh mới nói anh đâu có người yêu đâu, bạn bình thường thôi. Cái em nói xạo quá, bạn bình thường mà dẫn theo con mình cô. Cái chị ngồi bên cạnh chị mới nói là ở đây nhóc hết trơn người đẹp mà không yêu, đi yêu ai không à. Lúc đó em nghĩ là em trêu ảnh thôi. Em mới nói chứ em ngồi ở đây mà không yêu, đi tìm ai đâu không à. Xong cái tự nhiên ảnh quay cái ảnh nói thiệt không, thiệt hả? Thế là xong cái về cái xin số điện thoại em, xong cái tối nhắn tin cho em chứ tình yêu đang làm gì vậy. Giống kiểu như là mình được bật đèn xanh á chị, là mình tới luôn. Rồi sau đó sau đó một thời gian nữa thì cỡ hơn một tháng đó, không biết em suy nghĩ sao lúc đó đó, em buồn em chán, cái em mới nói hay là hai giờ hai đứa mình đăng ký kết hôn đi. Xong rồi chuyện gì từ từ tính. Ủa, lúc đó đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Chưa mà đòi đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Mà em hiền quá. Không phải, tại vì em thấy ảnh hiền á. Với lại lúc đó em cũng đang buồn về chuyện tình cảm của em đó. Em thấy tình duyên của mình lận đận quá đi. Rồi cái em thấy ảnh hiền, em nghĩ là thôi ảnh hiền sau này dù gì cũng dễ dạy. Em nghe cái lời đề nghị là đi đăng ký kết hôn thì cảm giác em sao? Trong cái tâm lý của em lúc bấy giờ thì vui thì rất vui. Tuy nhiên là có một cái chuyện em cũng phải nói trước với cả vợ em lúc bấy giờ. Có nghĩa là nếu như em mà đồng ý quen anh á thì em sẽ rất là khổ. Tại vì em rất đào hoa, bạn gái thì theo rất nhiều, nhưng cái quan trọng là em không theo bất cứ một bạn nào hết. Em chỉ theo đúng trái tim và lý trí của mình thôi. Thì bạn này bạn nói là không sao hết, em chịu được. Tụi em có thực hiện cái việc đó không? Bọn em thực hiện ngay trong 3 tháng, sau 3 tháng. Gia đình có biết không? Dạ, là lúc đầu thì vợ chồng em có ý định là giấu. Nhưng mình càng muốn... giấu? Dạ, mình càng muốn giấu ấy, thì nó lại càng lộ ra. Cho nên là mình không thể nào mà mình giữ kín chuyện đấy được nữa. Thế bọn em mới quyết định là bọn em nói thật với gia đình về chuyện tình cảm như vậy. Nhưng vợ em thì nói chuyện với cả gia đình bên nhà là vợ em có bầu rồi, cho nên là bây giờ phải cưới, cho nên là đăng ký kết hôn trước. Trời ơi. Trước khi cưới á thì có cái sự quyết định nào của em mà khiến cho vợ em không biết mà vợ em sốc? Em có giấu vợ em điều gì? Giấu vợ em điều gì? Có một vấn đề, có giấu một chuyện. Đó là gia đình nhà em quyết định là sau quyết định cho em á là đi nước ngoài, đi Mỹ. Ở cùng với gia đình ở bên đó. Nhưng em giấu vợ em. Tại vì khi mà em biết được cái chuyện đó thì sao? Có một lần á thì tự nhiên mẹ chồng của em mới gọi điện cho em mà cho em hay là phải làm hồ sơ bảo lãnh ảnh á. Thì lúc đó em về em mới tự nhiên cái em bị ức chế, xong rồi cái em quậy anh tơi tả. Em bị sốc hả? Dạ. Tại vì nếu như em muốn đi Mỹ thì thứ nhất là em phải xác nhận độc thân. Và khi mà em đã có vợ rồi mà phải xác nhận độc thân thì đồng nghĩa là hai vợ chồng em phải làm một cái giấy ly dị. Đúng rồi. Dạ, hoặc là một cái giấy hủy hôn. Nhưng với tất cả những gì em đang phấn đấu và công việc của em ở đây thì không có nghĩa lý thì em bỏ hết tất cả để em sang kia em làm lại từ đầu được. Mà làm lại một mình nó rất khó. Nhưng mà mẹ em có buồn không? Đến hiện tại như bây giờ mẹ em biết cái quyết định của em rồi thì mẹ em cũng đỡ buồn nhiều. Như cái thời gian đầu khi mẹ em biết thì mẹ em cũng khá buồn. Thế nhưng mà mẹ em có nghĩ rằng cái đó là quyết định của em, hay là mẹ em nghĩ là do vợ em tác động thì em mới không chịu đi? Cả nhà em, tức là sau khi mẹ em sang bên đấy rồi thì các chị mới nói vào cùng với em, thì mẹ mới biết rằng là cái này không phải là quyết định của vợ em áp đặt lên em để em nói như vậy. Em mà mẹ chồng em có thực sự là không, có nghĩa là bỏ, có nghĩa là xóa bỏ hết tất cả những hiểu lầm không, hay là bây giờ vẫn còn? Dạ cũng không còn nữa, tại vì cũng không có liên lạc thường xuyên đó anh. Thì giờ cuộc sống của vợ chồng em thì vợ chồng em bồi đắp thôi, chứ em cũng không quan tâm nhiều nữa. Khi mà mẹ em biết tin là vợ em đang có em bé được 2 tháng rưỡi rồi á, là mẹ em và gia đình ở bên nhà cũng rất mừng. Thì nhân chương trình này em cũng muốn gửi đến mẹ em một lời. Đó chính là hiện tại như bây giờ á, là cuộc sống của hai vợ chồng con hiện tại bây giờ ở Việt Nam đã rất là ổn định rồi. Cho nên mẹ ở bên đấy cố gắng giữ gìn sức khỏe, hai vợ chồng con ở Việt Nam là tự chăm lo cho nhau được và tự cùng nhau phấn đấu được. Mẹ yên tâm điều đấy. Từ trước tới giờ là em chỉ có muốn nói một câu nhưng mà em chưa nói được. Đó là con chỉ cảm ơn mẹ vì đã sinh ra chồng con thôi.
đúng ra là phải hỏi cái giai đoạn là hai vợ chồng giật mặt nhau đó, nhưng mà hai vợ chồng này quá đẹp rồi, cái tình yêu nó ngay vợ chồng em cũng trải qua nhiều biến cố, cho nên nó đã quá nhiều biến cố và được xóa bỏ, và thậm chí bây giờ nó rất là hạnh phúc như thế này. Thôi thì bây giờ hỏi luôn cái phần gọi là nếu như cho em những cái điều mà gọi là mong muốn chồng mình thay đổi thì em mong muốn đó là những điều gì? Bây giờ anh cũng đã tốt như em muốn rồi. Mà từ trước giờ anh cũng tốt với em, anh cũng chưa làm gì để em phật ý hết. Thì em chỉ muốn là chồng em luôn luôn tốt với em thôi, chứ đừng có thay đổi cái gì nữa hết. Mình muốn đơn giản ghê. Đó là điều mong muốn của tất cả các bà vợ như thế. Dạ. Còn em? Em thì chỉ có một cái mong muốn mà vợ em thay đổi nhẹ một xíu, đó chính là vợ em có tính rất hay ghen. Bản thân công việc của em thì em đi sớm, em về cũng khá muộn, chứ không phải là khuya. Vợ em mỗi lần về đấy là vợ em là hay bực mình bởi những cái thời gian mà em hay về muộn. Tuy nhiên cái thời gian mà khi mà gần đây vợ em đang có em bé nữa là cái sự ghen đấy còn nặng hơn nữa, là hay dễ bực tức hơn nữa, là em nhiều khi là cứ hay bị giống như là bị nghe la mắng mà không phải lỗi của mình. Nghe la mắng. Dạ. Ủa em, mà bây giờ cái công việc của chồng em là trước đó em cũng biết rồi mà đúng không? Dạ em biết, nhưng mà nhiều khi em lên cân thất thường chị ơi. Chị thấy vậy nè em. Dạ. Bây giờ tạm thời trong cái thời gian vợ em đang có bầu á. Dạ. Thì chắc có lẽ là theo chị á, thì em nên chủ động cái vấn đề thời gian để gần vợ nhiều hơn. Em cứ để vợ em ở nhà một mình hoài cái thời gian rảnh của cổ á, ví dụ 11 tới 12 giờ đêm á, thì chị nghĩ là nó không hay ở cái giai đoạn này. Yeah. Bởi vì cái cá tính của cô này á, là cổ sẽ rất dễ đi đến cái việc là cổ bị trầm cảm sau sinh. Em cảm ơn chị Vân. Thì thời gian gần đây là em cũng đã sắp xếp lại cái giờ làm giờ giấc làm việc của mình rồi. Thì nói chung là em cố gắng em như cũng vậy đã sắp xếp được cái thời gian em, em chia sẻ với vợ. Em cảm ơn chị. Hai em ha. Dạ. Thôi, anh chúc cho mẹ trò con vuông. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail. Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm nóng đó phải không? Dạ. Ừ, dạ. Quê mở làm nóng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. À ừ. Vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Dạ. Bây giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào. Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai chứ á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh. Em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở trên Sài Gòn. À, dạ. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về. Em về nhà xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì chứ, chưa có ngỏ ý gì nhau chứ. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê là đó. Xa đúng không? Dạ, em xa. Lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi. Tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết. Thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số, nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu thì ảnh nói chuyện nghe chững chạc lắm. Cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn luôn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen người ta rồi có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân. Cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à. Mà dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi cái đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không?
Có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quá, không có cái gì. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tỉnh bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức, mình tức. 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh. Xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái anh nói tại má anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đệ. Em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà dạ, khiến em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á. Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi, là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê, ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không. Hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai, ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông đội làm như ông có cổ phòng với khách sạn hay sao? Tại em, cái tính em nó hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà. Nó hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không hơi, có làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật. Lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á. Em cứ nói đi. Em khóc cho chồng em thấy là không, là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi. Em tha thứ hết cho ảnh. Giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết. Tha thứ hết. Để nếu mà sau này anh biết, anh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng? Cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là anh không có gì đâu, để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau cái đi ngủ. Trời đất ơi. Tại vì trước đó là chồng không có hứng ở đâu rồi. Không là ngay lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nói là nó quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng hả, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có, đã thay đổi rồi nhờ em nghe kinh Phật. Dạ về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn. Dạ, lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ đúng không? Còn cái gì nữa không? Còn còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không, chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Coi dù mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm hay chưa nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn. Cái
người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ăn ớt hết là gì. Hay anh nói em vậy đó mà cái mặt lao lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. À, mà nói chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ này, mới cưới mới mua cái vàng đồ là bữa tối bữa đó nhậu mà hai đứa em với vợ em mà những người gây ra chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ chạy chở về nhà mẹ đồ ly dị hai đứa đi vậy đi chở em luôn vợ em đòi em đòi đi về em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con mẹ không rước con về là con chết cái xong cái hả anh quay qua anh nói là khỏi đi khỏi đợi mẹ rước giờ em muốn đi tôi chở em đi xong đùng đùng chở lên Sài Gòn hả không chở về nhà mẹ em á nhà ảnh với nhà em chả gì chả gì là mẹ với quê đúng không dạ anh đùng lên ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên anh nói mẹ cha ủa mà cái đêm qua coi nè vợ con hả mà giờ nó đòi gì bển con chở nó gì bển nó chống với con hả cho nó chống với con nè rồi là bà Hải đúng không dạ là tự nhiên nó nhảy khơ lên vậy ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cựng lên vậy chăng ông giống như chiếc phèo vậy rồi xong rồi bữa đó làm sao chở em về nhà xong rồi ở nhà ảnh á thì ảnh nói chuyện hả lên mặt lắm về nhà em á giống tỉnh queo vậy nè xìu xuống ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về ngõ ngoài giống hoài luôn nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại leo nhà em có cái bức tường á leo từ trên leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống trời ơi năn nỉ lại chứ chúng ta nỉ mắc vợ sao nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà bây giờ leo tường vô vậy rồi lúc đó em sao thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao vô rồi làm gì vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài em khóc hút hít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa cái xong cái anh sửa á là lạng mẹ đừng nói mẹ tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa cái bà sợ quá bà đi qua mẹ đi qua bóp dầu ha cho em rồi cái em khóc cái anh cũng khóc luôn anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha khóc quá chứ khóc luôn xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim dạ. Cái xuống tim dạ rồi sao rồi xìu rồi ngủ tới sáng thì thôi đó chứ không có gì không không xỉn là không có hàng nổi không xỉn là chắc cũng không tha đâu á không xỉn là không tha đâu tha đâu đến tài đó em vợ em thì được cái tánh là gan trai á ví dụ như ngồi trong bàn nhậu hai ba người trong đó nó ghét hai người thì nó cứ ra mặt nạt nộ gì đó bỏ đi không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu thì là em muốn thì vợ em sau này sẽ sửa cái tánh mà đánh đá tí xíu đó ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta với chồng con với chồng vợ với chồng rồi sao nữa rồi, còn thật xấu gì nữa cô ấy có thật xấu không kể có, đi cũng có gì có kể đi mà lên đây cũng quá em quên mất tiêu em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều chu toàn hết thì em muốn sau này hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không anh yêu vợ trời muốn khóc rồi kìa yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi thì đừng có phan thôi hiểu không phan lên đứng lên có gì phải ngồi vậy ôm vợ cái đi thật sự đó là đẹp luôn quý vị đúng không quá đẹp dễ thương quá không, trời quá đất nói với tớ phải về phàn cái gì chồng đã trời ơi suốt ngày cái đồ phàn hoài hai chồng thì chắc họ phàn quá ta chưa có con mà phàn kiếm con chứ ủa có muốn có con không dạ có để đó chuyện đó để anh lo dễ thương quá trời luôn vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì tức là bớt gọi là bớt thật đi chút xíu có nghĩa là những giấu cảm xúc chút xíu không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi người đó là chồng bạn của chồng mình thôi kệ mình
mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu. Đó thì cuối cùng Bởi vì còn vợ sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á, điên lắm. Ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vỡ mà nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á. Dạ. Thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt á, tao nói thiệt mày, nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài. Dạ. Nghe hoài lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em. Ừ. Em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ừ. Dạ. Ha cưng. Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha. Dạ. Lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết. Dạ. Và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. 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 Ok. Rồi cảm ơn em. Hai đứa.